Hello, xin chào tất cả mọi người. Trận siêu kinh điển và được đón chờ, một trong những trận đấu được đón chờ nhất buổi chiều ngày hôm nay, trận đấu đơn nam giữa Vũ Văn Thiết, tay vợt cầu lông Phong Trào đối đầu Vũ Minh Phúc, tay vợt cầu lông chuyên nghiệp đến từ Hải Phòng. Trận đấu giữa Phong Trào và chuyên nghiệp, phía gần màn hình của chúng ta vận động viên Vũ Thiết. Cầu tốt từ Vũ Thiết, đổi điểm 1-2 cho Vũ Thiết. Cái live stream này được không? Rất bình tĩnh. Bỏ cầu không chính xác từ Vũ Thiết. Có lẽ những phút thi đấu đầu tiên sẽ chưa hay, nhưng một khi các vận động viên đã vào tay rồi thì chúng ta sẽ được thưởng thức trận đấu hay. Thiết đã không thể quyết trong tình huống vừa rồi, lật lưới rất may mắn ạ. Quốc Học với Đức Duy. Xoa cầu rất tốt từ Minh Phúc. Vũ Thiết chân rất tốt ạ, không qua lưới rồi. Lệch lớn hay không? Đây là trận đấu sẽ thể hiện được một phần điều đó. Minh Phúc vẫn rất chắc chắn và ổn định. Rồi ép cầu chính xác, cầu trong sân. Điểm 3-6. Chia sẻ để ông nhìn thấy như người chia sẻ. Ôi, về cầu. Rất đáng tiếc cho tình huống tạch cầu Vũ Thiết ạ. Ok, xin chào anh Nguyễn Quang Huy. Xin chào Tùng Dương cổ vũ cho bạn Vũ Thiết đi nào. Phong cầu lao rất khó chịu từ Minh Phúc. Chém tốt nha. Đối thủ cực nặng. Chân Minh Phúc nó tốt lắm. Tay vợt áo xanh, tay vợt Minh Phúc phía xa màn hình. Vâng, phòng thủ khá xuất sắc của Vũ Thiết. Hay quá, Minh Phúc phải nói là ve cầu cực tốt luôn. Vũ Thiết xét này từ đầu xét đến giờ đánh hỏng cũng hơi nhiều. Ve cầu chất lượng nhờ. Chém cầu không qua lưới. 5-11. Tôi biết nào, nếu thua thì cũng không thể thua sâu được. Mọi người có thể nhìn thấy Vũ Thiết di chuyển, kiểu di chuyển của một vận động viên Phong Trào. 100% Phong Trào tự tập cầu, tự đi giao lưu và tự đi đánh các giải. Ngày xưa Vũ Thiết đánh chỉ ngang Hùng thôi, mà bây giờ nó chấp vùng 10 quả cũng không đánh được nó. Đấy là sự thực. Vũ Thiết đây. Vũ Minh Phúc và Vũ Thiết, hai tay vợt họ Vũ. Rông bão. Cầu tốt từ Vũ Thiết, vẫn chạy được, hay quá. Sự bền bỉ của Vũ Thiết đã khiến Minh Phúc đánh lỗi. 8-11. Hình như là sáng mai em ạ. Nhưng mà từ chiều nay đã có nhiều trận đấu hay rồi, tốt hơn khá nhiều, cả di chuyển nữa đều là nhẹ nhàng hơn. Nhưng quan trọng trong thi đấu vẫn là tính hiệu quả. Cả hai vận động viên đều có điều đó. Hay thế nhỉ. Rất đáng tiếc cho pha tiếp xúc cầu vừa rồi lại thiếu lực. Đấy là chung kết đơn nam. Đấy là đang đặt máy quay live stream trận hữu trường. Ngoài sân rất chính xác. 13 đều rồi, hoàn toàn bình thường. Tuy là Minh Phúc di chuyển và kỹ thuật tốt hơn, nhưng Vũ Thiết thì đánh cũng khá hiệu quả. Có gì thứ hai, có gì về em sẽ trả lời và thứ hai em ship giày cho chị nha. Không còn rồi.
chúng mình. Ôi, em chào anh ở đây, không có anh ở đây thì em chào bạn ngay. Tuy rằng Vũ Thiết là một trong những tay vợt cầu lông phong trào hàng đầu, nhưng đánh với chuyên nghiệp thì nó vẫn có khoảng cách nhất định. Chúng ta hãy cùng xem Vũ Thiết thể hiện như thế nào ở xét đấu thứ hai này. Điểm số không đều, Minh Phúc giao cầu. Minh Phúc đang mặc trên mình bộ trang phục của thương hiệu cầu lông Li Ninh. Và nếu mà anh em có nhu cầu về đồ cầu lông, về giày hay là vợt phụ kiện về Li Ninh thì mọi người có thể liên hệ Hùng để có những sản phẩm chất lượng với mức giá tốt nhất nhá. Màn giới thiệu xin phép kết thúc. Kê cầu không qua lưới, điểm một đều cho Vũ Thiết. Vũ Thiết có thể hai máy khác nhau mà em, sao lại giật, nó ảnh hưởng gì đến nhau đâu. Vũ Thiết đã rất cố gắng dứt điểm nhưng xem ra thì không ăn thua. Minh Phúc vẫn thủ rất bền, ăn rồi, vẫn chạy được. Trần Minh Phúc quá nhanh để đánh với đập cầu rất tốc độ, nhưng đó là một tình huống cầu ngoài sân. 2-1 cho Vũ Thiết. Cài cầu đây, cảm giác ăn không, không ăn được. Rồi, ép rất nhanh. Minh Phúc phải nói là xoa cầu cực mượt. Không qua. Thắng bao nhiêu nhưng chắc cũng chỉ cách mấy điểm thôi. Cái lưới tốt. Vẫn thủ được, không qua lưới. Cầu ngoài sân, 4-3 cho Vũ Văn Thiết. Phúc, tuyển trẻ quốc gia, tuyển Hải Phòng. Đối đầu tay vợt Vũ Thiết, tay vợt hàng đầu của cầu lông sinh viên Hà Nội. Tay vợt phong trào. Thanh Tùng thì sao đây? Các vận động viên cứ thong thả, đừng đánh vội, cứ dạo cầu, câu giờ đi, tí Hùng còn ly. Minh Phúc rất chắc chắn. Ăn rồi. Cầu tốt, 6-4 cho Vũ Thiết. Hướng cổ vũ nghiêng về Vũ Thiết một chút nha mọi người. Chúng ta cổ vũ người yếu hơn. Đập cầu tốt từ Vũ Thiết, điểm 7-4. Cố lên. Quốc Học với Đức Duy đã từng gặp nhau một lần. Trong trận đó thì Đức Duy thắng. Tuy nhiên thì thời gian đó thì Quốc Học cũng gặp phải chấn thương, nên chúng ta cũng không thể so sánh được. Tay vợt áo đen, tay vợt Vũ Thiết, tay vợt phía xa kia thì cũng đã giành chiến thắng 2 lần trước Quốc Học ở giải vô địch cầu lông tỉnh Thái Nguyên. Đó là một trận ở nội dung đồng đội, lúc đấy cảm giác Quốc Học đánh chưa vào tay. Còn một trận ở nội dung trận chung kết cá nhân thì lúc đấy Quốc Học cũng hết sức, Vũ Thiết thì lại rất bền. Nên là Quốc Học xin đánh được một set thì xin thua. Vũ Thiết đánh với Quốc Học cũng chả kém gì đâu. Vâng, rất giằng co. Cầu không chính xác. Đập cầu rất khó chịu từ Minh Phúc. Điểm đã là 7-8 rồi, 3 điểm số liên tiếp cho Minh Phúc. Vũ Thiết tập trung cố lên nào. Anh em muốn xem trước 3. Trận đấu chúng ta đang trên sân số 3. Nội dung đơn nam mở hộp. Đập cầu rất tốt. Mọi người đang ở Nguyễn Quốc Học, Lương Tài, Trần Đức Duy, Tiên Duy. Bao nhiêu trận hay mà không làm gì được để quay lại được mọi người ạ. Phải làm sao bây giờ? Để anh quay. Cái câu giờ dạo một tí. Cầu trong ngoài sân. Điểm số rút ngắn 8-9 cho Minh Phúc. Trận đấu chung kết đơn nam bên kia, chung kết đơn nam nội bộ bên kia cũng rất hay. Đơn nam dưới 15. Mời 2
Trận đấu giữa Quán Thanh Tùng và Nghiêm Đình Tuấn cũng đã diễn ra rồi. Em cầu tốt từ Vũ Thiết. Vũ Thiết đang rất cố gắng để ép cầu, nhưng mà Minh Phúc thì thủ quá lì. Bỏ cầu chính xác, 11-8 cho Vũ Thiết, khoảng cách 3 điểm. Liên tục là những tình huống gây sức ép của Minh Phúc. Check 3 cũng được cho Quốc Học với cả Đức Duy nằm ngoài cuộc. Không thèm quay Đức Duy Quốc Học. Thực sự Hùng vẫn đang có 3 máy điện thoại đánh cực hay. Vũ Thiết vẫn đang duy trì lợi thế dẫn điểm trước Minh Phúc của Hải Phòng. Một tay vợt phong trào. Vâng, bám cầu rất tốt. Một tình huống hai nhịp rất kỹ thuật của Minh Phúc. Vũ Thiết đã chịu trong tình huống đó rồi. Vẫn thủ được, không né được cầu à. Ok, Đức Duy và Quốc Học đang khởi động. Rất tốt từ Vũ Thiết. Vẫn thủ được, rất hay. Hất cầu quá chất lượng. Liên tục là những tình huống tấn công của Vũ Thiết nhưng có vẻ vẫn chưa ăn thua. Hồng Lào hay thế nhở, ăn rồi. 17-11 cho Vũ Thiết. Trận bên kia cố gắng nhanh lên nào. Đập cầu ngoài sân. Cầu ngoài sân, 2-1 cho Đức Duy. Okay. Đây là một trận đấu rất hay và đang được đón chờ nhất. Và mình cũng nghĩ rằng đây là một trận đấu đơn nam hay nhất của chiều ngày hôm nay. Đấu mà ai cũng mong chờ hết. Đôi cảm giác của Đức Duy nhất thì to quá. Một số 4-3 cho Đức Duy. Một số 4-3 cho Đức Duy. Rất cân bằng. Một tốt điểm 5-3. Xét về lực tay đánh giá là Đức Duy có lực tay tốt hơn. Đức Duy đánh 4-5. Cầu 8 đều. Bên cạnh nhìn trận Minh Phúc và Vũ Thiết cũng đang bắt đầu. Mình đang cầm tay để quay mọi người bởi vì đang diễn ra 3 trận. 3 cái máy của Hùng đang phải làm một trận đấu này. À, không cho mọi người xem Đức Duy với cả Quốc Học đánh được rồi. Bên kia thì đang live stream trận chung kết đơn. Còn bên này thì đang trận Minh Phúc và Vũ Thiết cũng đánh. Cảm ơn người chia sẻ Nhữ Sơn Thọ. Xem Quốc Học ở đâu đấy em? Quốc Học em chưa quay anh ạ, không quay được, không có máy để quay.
chúng ta tiếp tục với trận đấu thứ nhất giữa Vinh Quy và Phước Hợp. Chúng ta là một đội người nhưng được Phước Hợp đấu không chính xác, 12 người được Phước Hợp. Đi được rất nhiều nữ lông thủ âm mộ. Hết cầu ngoài sân, hết cầu. 12 đều cái thích viên, 2 đều viên. Cảm cầu quá tốt. 13, 12. Đây là đăng điểm thì cứ học hô lên. Sức ép rất nhiều đối thủ. Cầu ngoài sân rất đáng tiếc. Đang 13 đều rồi. Và đều rồi phải quá ngay. Tiên Du, Nguyễn Tính Hạ, Nguyễn Thập Đức và Lai Lô và Sư Sư. Quốc học ngày càng hoàn thiện về